Đúng rồi, nó đào đất lên lấp miệng lố luôn nhỉ. Bây giờ có con lố khác ở đây này. Má, nó ăn trụi cả bụi này luôn nhỉ. Kinh thật ấy. Thế nó ăn trụi rồi, được không phải. Thế là lố. Nhiều này đổ nước xuống sao nó lên được nhỉ? Nhiều lỗ này mình lên cũng vuốt à, đập à. Mấy lỗ luôn đấy. Đủ mà. Đéo lên được kia. Lỗ nào ở bên này không mày? Mày tự ý. Đéo ra đâu, người ta cầm cây mía đây ra ta đập cho. Bên này, tao sợ nó ở bên này sao đi về. Mà lỗ to với trưởng nhỉ? Cuốc đi thì mẹ bới bới gì làm mấy phát cho nó cái này cứ dưới có chuột kéo cái chuột ra mày ơi cái chuột đây chuột gì thì phải bắt hết chỉ mong là có thôi chứ một lỗ thôi cái này đéo phải chuột thật rồi. Cho cuốc vào đầu. Đây này, hy sinh cái mía này. Hy sinh mía để làm đá. Tao ăn được mà mày không hy sinh mía được à? Cái này tì đèn chưa? Để nhiều lố thế này rồi biết. Ba, có cây lố. Đủ mấy này trên kia ra coi có lố nó ở đâu nữa chứ. Nhìn nó chạy mẹ lên trên thì ăn cứt. Nó cứ sạch không? Nó lấp để nó cũng như kiểu để hắt hơi à. Cái tàu đóng này trước kia mất tên rồi. Chỉ mất nó sao rồi, chỉ luôn lấp. Nó lâu nó. Nha. Mấy chân này đây đi. Coi ở dưới đây đi. Nói à, mấy chân này. Chưa chưa. Chỉ mà. Ai? Ai luôn nữa. Đường nó đi mà. Moi theo đường nó thôi, từ từ thôi. Coi ở dưới đây xem đi. Ở đây xem thôi. Ngắt, để tao tới cái chỗ nó ra đó, không mày thì nó chui lên chạy đi tao đéo làm gì được đâu. Ui. Trời tuyệt nó làm mẹ về đại bản danh nó cho này rồi. Con lú xuống nha, mẹ để ý nha. Cuốn đi, cuốn khói được. Chết cuốn khói ơi. Chết để trong bia thấy nó. Đi phải to đấy. To mà. Dưới là cũng phải bà già chỉnh thôi. Thì hai ở đây có một cái hang chú cuối. Thì nó đào mấy cái lỗ nông xong là nó sẽ ở lỗ sâu mà. Đấy rồi, đầm đấy rồi đấy. Ấy, quý thật. Mẹ nó thấy rồi. Phải không? Thấy cái lỗ ở dưới thật. Đấy, đứt mẹ đôi ra. Đứt đôi mẹ đôi. Nó đéo ngu thì nói đứng ở cho dũng bố đứt đôi ra đâu. Ăn được không mày? Uy tín không thì uy tín. Mình chán hết rồi. Tao mới ăn hai khúc thôi. Mẹ lại ăn cái đầu trên này rồi. Thở tay vào. Sợ gì? Có ba người ta đưa đi bệnh viện mà. Đâu vứt con này ra xem nào. Quay xe mang đi luôn mà. Quay xuống rồi. Hôm bữa tao thấy cắt kia là tao bảo. Tao tắt rồi. Hai lỗ này, đây có hai lỗ đây. Tao tắt rồi. Chưa, có một lỗ xuống sau. Ôi, nó ăn gặp bao nhiêu là mía vào đây luôn mày ạ. Không,
Không, tí nữa đào hết luôn ông ơi. Đào, 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 đào. Bên này hết lỗ rồi đúng không? Ông này bơm nước từ nhà lên đây cả cây đấy nhở? Đó này. Đó này, từ từ đào qua coi. Mẹ, xin nó chạy ra luôn. Ai làm vài đứa cơ bản quá. Mới bới tí bơm nước vào cho nó nhanh kéo này. Đẩy ra hết mía rồi. Chặt ra về ăn. Ui, đi để đây rồi. Cơ, đi để đây rồi. Đâm thẳng ra đây mày. Mòi ra đây mày cho bắp. Thế là lỗ đằng sau mày là lỗ sâu phải không? Thế là cái kia là cái hang của nó rồi đấy. Nhưng mà đào hết cái lối này ra. Ui vậy nó đất nó bồi lên đây kinh nhỉ. Độ độn thổ ấy. Không có đâu. Tí vào ra phải chửi. Đào hết bài miếng nhất được cái lần gì. Hay có khi nào nó dây lên chỗ nào nó ngủ ở đây nhé. Nó đứng đằng sau dùng nó cười đúng rồi. Mày, mày tao ra ngoài rồi còn đào. Ôi thế mày lấy cái này lấp cái này xuống làm gì? Ở kia đã. Bởi kia ra bơm nước vào là lên này. Đào, đào. Hồi nãy tao Dũng vào chợ, chân nó dài, đi quả AB chân nó đặt ngang người như này, đi vào chợ công kênh được chứ. Hả? Chỗ này kịp à? Đi rồi, lên đến chỗ đấy thôi, còn cái hố đấy thôi. Đấy, thôi. Dưới nó để, lấy, không ấy đâu. Lấy cái dao chặt về ăn hết mẹ nó. Gấy mẹ rồi. Được rồi. Đấy rồi, em lấy thì ăn mất luôn đi. Đấy, của em đang truyền lại cho Phương cái này. Không, cái ghế. Ăn được cứ ăn được đi tăng luôn đi. Đây, ai ai vào đây. Là phải được các bạn đi, lấy cái nhá. Ôi, sao có lông gà trong này luôn nhỉ? Hả? Tôi gặp mình làm tổ ấy. Bên này sao? Đi được không? Hết rồi. Còn muốn cái lô đây thôi. Đây, cái việc đào đấy rồi. Không. Dùng nước không? Từ từ để đào có khi mẹ có khi được luôn thì cháu. Chưa gần à. Thấy lô nó nông mà nhỉ? Ừ. Bông nước phi lên nè, đéo có thằng nào vô được rồi. Sang rồi. Lắp lấy cây. Rồi đấy. Gặp một phát khắc mía để đứt đôi mẹ đi. Xong đấy. Mày. Kêu chít chít nữa là phải ở đây. Chuột. Chuột. Rắn à? Mình dính chuột á? Mày bấy bật gạo, mày hay nói là mày bấy đi. Có chuột rồi, chuột hôi hay chuột thường? Có chuột hôi ấy. Chuột hôi thì thôi, tao đem đi bấy rắn, chuột thường thôi. Cháu rồi lấy chuột thường mà đi bấy rắn. Phải kiếm được chục con mấy đứa để đắp phát. Kiếm chuột to to đặt đi cũng không được. Để cái lá nó ở trong vườn, anh con rộng đi. Cào ra đốt mà sạch được. Vài con này chắc họ bắt ở trong rừng bị súng nên nó kiếm đồ ăn ấy, nó về thấy là làm ở đây luôn. Thấy bãi mía này quá ngon. Ừ. Thật ba gió gió thổi mới nó nằm xuống nghe thế là nó. Là lúc kia biết là có con nó ăn đấy nhở? Nó ăn là gì? Ăn là nó chết cây mà. Đấy hả, mà bạc cháy nó bay ít mấy hậu. Thôi đi nữa, bỏ lên này. Cho nó lên luôn. Mía bắc luôn à? Cái bụi đấy nó ăn hết sạch ở cây gốc luôn đấy. Ăn chết gốc rồi. Ừ. Hay là mía à, nó không biết lựa mía bắc ngon ăn đi nhờ. Một con này đeo ăn sạch rồi. Mà mấy khúc này nó mới ăn còn mới luôn đấy. Nó cắn vòng vòng ăn một khúc mà. Ăn cái vỏ thôi đúng không? Ừ. Không, nó ăn vào trong nhưng mà nó ăn vòng thế là đứt là xong. Rồi nó lên trên này nó lại cắt một khúc nữa thế này, nó lại lôi khúc này xuống thế thôi. Khi nào đầu chỗ này cú quá 2-3 ngày nó lại gặp cây mới. Ừ.
Lỗ to này con này cũng phải to bằng bắp đùi, đúng rồi. Tầm lượng 5 lạng. Nhưng mà người ta thế chuột đâu nhỉ? Chuột được nhiều rú ít quá. Chuột một hàng này gấp thôi chứ. Hàng ấy phải mấy con ra. Chuột đấy phải chuột. Thật ra bà xem. Hơi để lên chưa? Từ đây xuống nhà cũng mấy cuộn? 5 cuộn. 5 cuộn luôn à? Không lấy gì nữa. Đấy. Bên rồi đấy. Em ơi, em mới đi anh mới uống cái một lít nữa. Xả ra cho cứng cứng đi, đừng cho đứt nó. Ê, kiếm cái gì về chuẩn bị đập nó đi. Chỉ khi nào nó chạy nạn nó mới vô đây thôi đúng không? Còn lại nó ở cái chỗ hồi đấy đồ ăn nó thế nó ngủ đấy. Con này sống thần mẹ ở đây rồi. Ôi, Phương lên đây dùng nước còn chưa lên đến nhỉ? Nó chạy xe máy. Vừa dính mà 50 mét đá nó mệt rồi. Lên rồi mày ơi. Cái vật bắt cá mày đâu? Tao phải cấm cái này tao. Ra tao vụt mới được. Này, vũ khí đấy. Mía đập vào đầu không chết đâu mà. Chỉ ngắm ngắm thôi. À, cái lá này vướng thật đấy. Nào tối qua nghe bảo mẹ hôm nay bắt đi rồi không? Tối qua nó bảo bắt nó rồi. Có nội gián không? Để lên lên báo nó. Mẹ bỏ cái chân châm một tí này. Rồi cày rồi đó. Đây rồi đâu? Nó ra đi. Nó đâu? Tránh nào? Tránh! Đây. Nó phải bắt thịt mẹ lố vào thì nó phải uống no nữa nó mới lên. Lên rồi. Nó lên. Cho nó đầy đầy lên luôn chứ không không nó phóng đi đấy. Cho đầy hố lên cho nó lên. Nó bơi bơi trên này tung đấy. Bắt lên là bắt ngay. Để cho nó không có một kết nào đấy. Đây rồi rồi rồi. Phải ơi. Mua lồn này cho nhiều nước thế. Tỉnh nó cắn nó phóng lại lên đi. Đúng bắt nha. Đây đây. Này. Đây là rồi. Chuột thì chả vụt đi. Chuột nó phóng mày 100 km/h. Chuột đã lên rồi. Một tí lên mà. Giờ nó đang còn hơi nó nhịn được. Mày đi ra đi. Không, nó ngấm vào nước mà, à ngấm vào đất mà. Biết rồi. Khi nào mà đổ mà nước nó không trôn xuống đấy thì tập trung cái máy. Độ liều cao nhất rồi. Để mép mép kia là lên là chọt luôn. Để ngay cái miệng lố nó lên rồi cắm xuống. Để chả cả đây không? Một cây súng đấy chứ. Lính gốc chửi kiểu ngồi trên. Thôi.
con nó chết luôn mẹ. Chết đào mấy phát rồi đấy. Nó ướt rồi giờ đào mới nhục này. Hai nước trôi xuống mạnh quá đéo bơi lên được. Mà chắc không hơi ở đâu à? Bây giờ phải lên rồi chứ. Giỏi thế. Sợ máy quay. Chưa ngại máy quay. Chúng ta xem lên con gì sẽ lên rồi. Chuột thì chống phải lên mày cả đàn rồi nhỉ. Cả dây lên rồi. Thế con này mày ghê ăn chuột luôn à? Nó sợ nó thông lên cái bụi mía nào ở đây thì. Hay là nó đéo ở đây. Nãy đêm ấy xịt nước là chuẩn 100% nó ở đây rồi nhỉ? Ngày nó ngủ mà. Hai ngủ quên. Vô lý nhỉ? Nả lý. Nả. Chết mẹ rồi. Thế bọn đi đào ở rừng mẹ xách nước chả mệt nghỉ à nhỉ? Không, bọn nó đào được sâu là nó không phải bị mất nước nhiều để mình mới đào vô chưa được xuống cái hồn. Bọn nó đào mà bằng nghịch người ấy thì ụt được không? Bùm lên. Bắt đầu lên từ từ mà. Con này lì đấy. Nhìn thấy rúng sợ mẹ. Cái này về bắt một câu thịt với mày. Cho nó chảy từ từ xuống. Mạnh quá nó không lên. Nước bình chảy xuống rồi. Sao nó lỗ to mà. Con này cứng đấy. Chả nó đầy đầy mẹ. Không nên thôi. Quả này chắc phải nghĩ. Ngồi ở đâu cười quá đấy. Hụt quả này là mất mồm đấy. Nó chạy leo luôn. Phải đâu được không? Thằng Tú chui vào đi. Bé chui vào luôn đi. Đợt trước đào cái gốc cây còn sâu hơn còn đào được mà nhỉ. Còn xuống ngập cả người mà. Cầm anh nó đấy. Không ngàn. Gậy như ý đấy hả? À còn phải đào cái lỗ này cũng cực lắm đấy nhỉ.
Không, nó đào xong rồi nó phải đùn 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 từ 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 lên nữa, để xuống sâu vậy nó mất bao nhiêu vòng đi vòng lại của nó mới được cái lỗ này đấy. Làm ngày làm đêm. Tí ngập mẹ quốc. Sâu gần tầm mét rồi đấy. Mét mẻ rồi. Làm luôn cái hầm dưới này. Được chưa? Nó ăn kìa chứ. Nó hồi nay biết cái đào sâu thế này được chưa? Cái thằng nhỏ lắm đâu rồi. Cái tay à? Tay. Nhìn đây. Cái cứng cứng đây. Cái bắp mới đi, lấy cái bắp mới đi. Lấy cái nhỏ nhỏ này chọc vào mạnh vào, nếu chúng nó là cắm là nhấc luôn. Nó ở đâu, mía này mùa lạnh ăn nó không ngọt mấy nhỉ? Mía? Vừa mới mùa mưa xong rồi. Vậy là ngọt rồi đấy. Khi nào nó chỉ bị chỗ cờ đấy. Một tưới là bắt đầu ngọt ngay. Không? Cho cô vào mấy. Hay là chúng con nó rồi. Tí lần này tất cả lỗ đi 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 tất cả bút lên đi. Nãy bảo tôi nấu nước sôi rồi không chịu. Về nấu nước là giờ nấu nước sôi rồi đấy. Chào rồi. Nó ở đâu chỗ này không? Dũng không hết mà, này nó cũng không hết. Nhưng mà nãy giờ vậy đã, nãy đã bơm được 20 phút rồi. Còn đứa nào sống được nữa nhỉ? Nó sợ ngoài nó có lúc không lên thật đấy, con lồn đấy. Đấy nó đào lâu quá rồi. Cái này ngày càng xuống sâu mà. Mà đéo lên đâu. Đây, nó nối thẳng đúng không? Thì lại quẹo qua đây này. Để quẹo ra. Vô đây mà. Để nó thẳng xuống thế này. Giờ nó con lố mà chớm chớm ở đây nó. Cái ngóc cách là mình kéo rồi bắt được nó. Lấp chóng. Mai thì nó ủi lên rồi còn sống đấy. Không lấp được rồi. 5 ngày nữa xăng thấy mùi hôi là phải ở đấy.
tay lại đéo nghịch nữa. Nãy giờ nghịch thôi à? Bên đây đi câu cá mẹ. Tối ấm rồi.